Ôi ôi cả nhà ơi, sáng sớm mình đi ra mình thấy cái trái này nó rớt cái bột. Úi dồi ôi, nó vui. Lần đầu tiên trong đời nhưng mà trồng được cái trái này cả nhà. Ôi ôi. Đây dưa gang vàng bên Việt Nam, mình thích rất cái trái này này, mình rất thích lắm, mình dầm đường với lại dầm đá mình ăn á, mình khoái dữ lắm cả nhà. Mà mấy năm ở Mỹ mình mới trồng được trái như thế này, trời ơi mê quá mê. Nó chín là tử rụng rồi, ít hôm nó trái này nó chín lớn cái bột nè, trời ơi vui quá đây cả nhà ơi. Trời ơi cưng hết sừng cưng luôn cả nhà. Bây giờ ha, để cho nó chín trong nhà mấy ngày nó mềm 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 ha, cây hả mình sẽ dầm đá dầm đường ăn cho nó đã nhà ơi. Mê quá là mê luôn. Nó dưa gang vàng cả nhà ơi. Yeah. Hello, chào cả nhà. Đó, ớt sô cô la đây. Sô cô la ơi, sô cô la. Wow. Đã. Trong này sô cô la nè. Trái bự luôn. Quá mê. Nguyên dãy năm nay mình trồng nguyên dãy sô cô la mấy này luôn. Đẹp ghê không? Trời ơi bên đây nó đẹp chứ nè. Wow, chín đậm sô cô la luôn. Ôi rồi ôi. Mê quá mê. Đã dễ sợ. Ôi, mê quá à nhỏ. Ôi con này hú trời. Mê. Đê mê. Mỗi lần hái ớt mình cảm thấy thiệt là vui. Trái nó nhiều á. Thích gì đâu là thích. Kìa nó chín. Ôi giời. Này trái. Này bữa hôm mình hái quá trời quá đất à. Hồi giờ bắt đầu nó chín tiếp nè. Trời cái cây này bữa hôm mình hái trọc lắc luôn á. Giờ nó còn ra quá chừng nữa nhà ơi. Quá mê luôn. Ủa, để cả mẹ cả nhà. Ồ, thấy ớt à, thèm á. Đi vô lấy nước sốt rang đã chấm ớt ăn. Ồ, nước sốt rang chấm với ớt là bả cháy bả chết. Đĩa thấy hai em chín quá thì chín này. Trời ơi nó phải hái ngày hôm nay. Đã ghê ú trời ơi, cái trái này nó tuyệt vời luôn. Hôm nay đi tỉa công xã cắt cái này ra. Mang theo nước sốt ren cho mọi người chấm ức chuông bên nhà luôn ha. Xem có trái nào chín nào không. Ôi, có trái ức trái tim chín nè. Ức là ức trái tim nè. Nè, em ức trái tim. Ở đây cưng cho này. Đó. Đây. Này là chị quản lý chị tặng nhưng hà đó. Đó, nó như trái tim không. Thì nó không, bởi vậy chị nói là ớt trái tim. Cưng quá sang năm Nhung Hà mua giống này Nhung Hà trồng. Ồ cưng dễ sợ. Ồ đây. Ớt cam này. Cola mini. Bào là gì cái ớt là mình không thiếu rồi nha. Ớt là rau củ của nhà chứ hả. Bạn ai tới cũng có mặc quà mang về.
Lần tới là mình dặn bạn mình nhớ thêm mang theo bọc nha. Cây này nó chín này. Trời, đẹp quá. Chín rồi nè. Ồ, trái này uống. Này ớt chuông ngắn. À, ớt ớt ngọt ngắn. Giống như trong chợ Costco họ bán á cả nha. Cái này là sô cô la này. Cây này là sô cô la nè. Cái cây ớt chuông nó nặng triệu hôm nay luôn. Trong cái cây sô cô la rồi nó gãy. Mùa này thì của mùa của su su đó, là su su nó mới ra trái này nha. Còn mấy hàng trong thì nói chung là Nhung Hà đã nhổ đi những cái mà nó không sống được đó. Đó, còn những cái sống được thì mình trồng lại á, cải với đồ, củ cải rồi đó. Đây có trái bí ngò nè, đó. Nói chung có gì thu đó nhé cả nhà. Bí ngòi thì chuyến này bớt bớt trái rồi. Có thu là vui lắm rồi nè. Bầu cưng quá hái luôn nè. Bầu bầu luôn. Tủng tẳng cưng dễ sợ. Mình lấy cái kéo mà thôi bẻ nó cũng vẫn ra, vẫn có cuốn bình thường ha. Lọt lọt được một cái em củ cải Hàn Quốc siêu to rồi nhà ơi. Đây. À, ok là ha, vô nấu hủ tiếu ăn nha. Trái là vui rồi. Nó ra trái nào được trái thì mừng trái đó vậy đó. À. Giờ leo. Ồ, trái đang nhỏ. Trái nó bự đây này. Xong rồi đi tưới nước cho cây. Cây nó héo rồi nè. Rõ vậy là trời. Trái bự lên trên này. Trái này. Ôi cả nhà xem đây. Ta-da! Wow, ui, trái nó bự. Úi dù ui, đã dễ sợ chưa nhà ơi. Ái da, đau đau đau. Rồi, trời ơi, cái trái này chắc phải hơn 1 ký rồi nhà ơi. Nó bự ơi là bự luôn này. Ôi trời ơi, trái bị đau chanh cả nhà ơi. Trái đã dễ sợ rồi, nó lông không là lông. Chích đau á. Như trong đây có trái dưa leo. Nãy thấy tủng tẳng đâu mất cái gì đâu. Thấy nó đúng. Đây đây đây. Đây. Tủng tẳng được em dưa leo. Hái luôn dưa leo nè. Ồ, mấy chị đeo rồi. Mang được đeo nè, hái luôn. Ồ, thấy trái nè. Ủa trời ơi, trái dưa leo nó bự chà bá luôn. Dưa leo chanh cả nhà. Dưa leo trứng rồng. Trứng rồng. Trứng rồng hôm nay nhỏ. Cuối mùa nó đi mót.
Đây nấp lùm nấp lùm. Hôm nay giờ là chăm mấy này hay là có gì là trắng. Bây giờ mẹ chồng nè em vô lá trắng. Ôi, hai trái nãy bự vàng luôn rồi nhà ơi. Siêu to này. Mót cuối mùa hết cả nhà ơi. Đi hái cà chua nè cả nhà. Cà chua đây chín rồi nè. Đó. Cà chua mé cái cọng Nhung Hà nha. Hôm nay Nhung Hà trồng được cái mé cọng á. Nó toàn ten đẹp gì đâu luôn. Trời ơi, để cả chùm nè. Wow, mê quá mê nhà ơi. Này nè. Sô-cô-la cam đỏ màu sắc tuyệt vời chưa cả nhà. Đó. Đây đây nha, mời cả nhà nha ăn sô-cô-la nha. Mình thấy sô-cô-la là mình thèm chịu không? Nó chín nhất là hôm nay nó chín, nó đẹp chứ nè, chín đã dễ sợ luôn. Mời cả nhà ăn ớt sô-cô-la cùng Nhung Hà nha. Nó ngọt, nó giòn, ngon quá, đã ghê cả nhà ơi. Cho trái ớt trái tim đâu ha. Tim này, đây nó có trái này. Đẹp ghê luôn, giống trái tim không cả nhà. Cái này thì nó không giống lắm nhưng mà cái này giống này. Ngồi tụi ăn thử rồi. Sô cô la mình ăn nhiều ớt trái tim mà chưa. Nó nhọn nhọn. Đẹp quá, ăn thử ớt trái tim. Cái độ ngọt á. Không bằng cái trái này. Cái thịt nó dày thôi. Đẹp nhưng mà ngọt á, vẫn thích cái này hơn. Ngọt giòn rồi. Không có trái nào qua trái sô cô la này nha. Trái chua nó chín đẹp ghê luôn á, chín đều luôn. Nè chưa, chưa đều. Một bên xanh, một bên cam. Màu cam này ngọt lắm nè. Tôi dành làm salad cho bữa tiệc ngày mai. Bà ông xã rủ đi tiệc.
Cái anh nói là em nhớ mang một ít salad nha, nên là ngày mai mình sẽ cắt nào là dưa leo nè. Dưa leo, ớt, xà lách, cà chua, ô liu, một ít hành vô, cái gì nữa hả? Bắp, đúng rồi, bắp. Ai ưng ăn nước sốt gì thì lấy nước sốt đó. Không biết nội. Ớt này cũng ớt đỏ này cũng ngọt lắm, nhưng mà mình vẫn thích ớt sô la nhất. Ớt kẹo cũng ngon nữa. Năm nay Nhung Hà trồng sô cô la nhiều, quá trời sô cô la. Đỡ rồi không? Rồi đi 28 này ngày mai mình bỏ mình cắt vào salad luôn nè. Mình trộn nguyên một thau bự luôn, 20 người đó. Anh nói làm em làm gì làm salad nhớ bưng đủ 20 người ăn nha em. Chả đông vậy chắc mình làm thau luôn á. Trộn từ lưa tới lã vô luôn. Dài dài à nha anh đó, anh Israel á, mình hay tới nhà anh chơi thăm ảnh đó cả nhà. Anh bị bệnh đó anh đó, ngày mai anh tổ chức tiệc họp xóm cũ của thời hồi nhỏ nhỏ đó. Anh nói là họp xóm của gọi tất cả những người mà thời xưa mà ở trong xóm mà thời thanh niên mà thời nhỏ xíu lại tụ họp lại, mà bạn của thời ông xã mình hồi nhỏ đó là ở Bellevue á, là ông xã mình lớn lên sinh ra thì ở ông sinh ra ở Seattle, mình lớn lên ở Bellevue đó, là ngày mai là tới Bellevue ăn bữa tiệc đó. Nên anh nói thôi em đừng có làm chả giò cho dư cực, nhà có salad đó em hay làm cái anh một ít salad mà đủ cho 20 người. Ui dồi ôi. Mình nghe 20 người mình cũng hoảng cho chỗ. Ui 20 người chắc nhiều ha, nhiều ha. Không biết chừng nhiều mới đủ salad cho mọi người ăn. Thường bữa tiệc chừng 10 người, mười mấy người là mình thấy cũng ngọt rồi. Hôm nó nhiều giờ nó lại rai ha, giờ nó ít lại rồi. Ôi gom thành quả, chùa hôm nay thành quả cũng khá khá ở nhà ha. Nào là ôi trời ôi dưa leo thì không có được nhiều như mọi hôm, nhưng mà cũng được cà rổ ở nhà ha, cà rổ nhỏ nhỏ. Rồi ớt thì lúc nào cũng bội thu. Ôi xanh đỏ tím vàng tá lả hết. Rồi á hả, dưa hấu tí hon. Rồi trời hôm nay thu hoạch những trái bí đao, trời chà bá lũa luôn rồi nha, mê quá mê luôn. Đây thành quả của Nhung Hà vậy thôi cả nhà ơi. Ôi cả nhà ơi, Nhung Hà xin tạm biệt cả nhà tới đây thôi. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Cả nhà ơi tặng cho Nhung Hà một like, một đăng ký, một chia sẻ ủng hộ Nhung Hà với nhé cả nhà. Bye bye cả nhà nha.